Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Sáng nay tôi đã có mặt tại xã Xuân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Chia sẻ với các bạn hình ảnh một buổi mà anh Nguyễn Hoàng Điệp di chuyển ba cây mộc về đền thờ Hai Bà Trưng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Thời tiết bây giờ cũng không được sáng trời lắm, rất âm u, nhiều mây và có khả năng chuẩn bị mưa. Vâng, đây là vườn mộc của anh Nguyễn Hoàng Điệp. Số lượng có tầm vào khoảng độ 20 cây thôi, nhưng mà với những cây mà có đường kính lớn và chất lượng của những cây mộc rất tốt. Vừa nâng lên vừa đẩy xuôi. Rồi, được rồi. Vâng, chúng ta đang di chuyển cây thứ nhất lên xe. Cây này là vanh bao nhiêu? Vanh 40 à? Vâng, vanh 40 và thoát thân 20. Ôi giời, 6 tầng cầu, vượt qua hẳn đường dây cao thế của địa phương. Vâng, anh em có yêu mến mộc hương ở khu vực Phúc Thọ, chúng ta đều nghe thấy tiếng anh Nguyễn Hoàng Điệp. Mọi người vẫn nói vui với nhau là gọi là anh Điệp mộc, chuyên về mộc. Đây còn rất nhiều những cái cây to và đường kính đạt đến 70 cm, chúng ta cùng quan sát. Nếu mà các bác yêu thích thì đến khẩn trương không là hết mất. Vâng, đây là cây có vanh 70.
năm nhánh thân. Và cây bên này 3 nhánh thân. À, thoát thân được khoảng độ 25 cm. Vâng. À, cây đang cẩu bây giờ lên là vanh gốc 39 à? Vanh gốc 39. Vâng, như cây này bao nhiêu? Đây là vanh gốc 70. Vâng, cây này là vanh gốc 70 đấy. Và còn có những cây tầm nhỏ hơn nhưng mà thoát thân rất đẹp, thoát thân đạt là 45 cm đây. Chủ yếu trước khi cẩu phải quan sát cái dây thường hay buộc giữa cây nọ với cây kia. Rồi. Bó chặt rồi. Nâng lên rồi đẩy, nâng lên rồi đẩy. Đấy thế rồi gì. Rồi. Rất thăng bằng rồi. Cây này thoát thân đẹp quá. Và đây là một số những cây mà có đường kính cũng tương đối lớn, thoát thân đạt được 70 cm, rất tuyệt vời. Và số điện thoại của anh Nguyễn Hoàng Điệp tôi sẽ đăng tải trên màn hình để chúng ta giao lưu. Và đã luồn qua giữa hai tầng dây. Các anh cẩu ngang cây đang luồn qua được. Luồn qua. Thút hết cáp lên là nhưng mà chưa chắc đã quả được. Không lên được rồi, không lên được rồi. Không lên được đâu. Dây dài quá. Dây cáp dài quá. Ra nào được. Được, trèo lên vít kéo cây xuống là được. Được rồi. Đấy rồi, bây giờ nâng chưa qua cái dây trên. Anh ơi, để chiều anh em đang cổ cây đấy. Chiều em qua nhá. Đấy, OT tốt rồi. Thế vì dùng mẹo thế gì cho đi à? Cho vào. Tuyệt vời rồi. Vâng, đây là cây thứ hai đã lên xe. Vâng, và đây là tiếp đến cây thứ ba. Và để cây thứ ba đã đưa lên thùng xe, tôi cũng tiết lộ một cái bí mật với anh em mình. Ba cây mộc này anh Nguyễn Hoàng Điệp đã chuyển cho anh Cấn Trọng Nghĩa. Vâng, anh Cấn Trọng Nghĩa cũng đang đứng bên cạnh số Đỗ Sinh đây. Vâng, chào anh Cấn Trọng Nghĩa nhé. Anh Cấn Trọng Nghĩa là trong câu lạc bộ Hoa Lan của huyện Phúc Thọ. Anh Cấn Trọng Nghĩa đã
mua 3 cây mộc của anh Nguyễn Hoàng Điệp để nhất tâm cung tiến về đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Khi nào di chuyển ra đến đền thờ, trồng xong 3 cây mộc ở vị trí cố định, Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn đôi lời tâm sự của anh Cấn Trọng Nghĩa với chúng ta về cái việc làm rất là tuyệt vời của anh đối với quê hương Phúc Thọ, đối với đền thờ Hát Môn, đền thờ Hai Bà Trưng. Một cái tấm lòng, một cái việc làm nhỏ thôi nhưng mà rất là có ý nghĩa. Vâng, sau khi đưa 3 cây mộc lên xe, chúng tôi di chuyển về đền thờ Hai Bà Trưng tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đây là dòng sông Hát ngày xưa cũ. Vâng, bên cạnh đây là dòng sông Hát, dòng sông mà Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống sau khi biết mình không thể còn sống được nữa. Em nghe anh ơi. Vâng. Vâng, vâng. Đây là cái di tích lịch sử của ngày xưa, là bà đánh giặc thì bà về ăn bánh trôi đây. Hỏi về bà cụ bán bánh trôi là thế, bị chém đứt cổ thì còn chết không, thì bà cụ bảo là chắc là chết đấy. Bà mới gieo mình xuống là chết, là chết đúng chỗ khung này. Để người ta lập đền đền Hai Bà Trưng. Vâng, đúng vị trí này đấy. Đúng vị trí đây đấy, chứ bà chuẩn bị cổng đền. Và chúng tôi đã đến trước cổng đền di tích lịch sử Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng cổng đền. Đi xe luôn vào. Vâng, vào luôn. Tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng đời đời bất diệt. Anh à, vâng. Đền thờ Hai Bà Trưng ở xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Vâng, hôm nay mình mới được đến đây tham quan. Được không chú? Quá đẹp. Không gian. Mùng 6 tháng 3 là chính hội đấy à? Vâng. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống quân xâm lược nhà Đông Hán năm 40 đến năm 43. Đấy, đi ra này. Đẹp quá. Vâng, một chiếc hồ với cái in bóng của họ và lầu Bát Giác, quá đẹp. Phong cảnh thật tuyệt vời. Giống như bác Đậu Sinh ở đây. À đấy. Vâng, giúp đỡ hàng nhiều nghìn người. Anh cảm ơn. Đam mê cái cảnh. Ok. Anh nhà có cây nhiều không? Có nhiều cây, hôm nào thì giờ chú.
em chú ông Nguyên thì đây cho giúp nhà anh nhỉ. Không ai để hai cái rồi. Đấy là đang học chữ Hán gì đấy. Và khu vực bên này là nhà khách. Bên đang dạy chữ Hán này. Đang có lớp học chữ Hán à? Vâng. Đấy, sang mấy khu quay cũng được mà. Thôi, không sang. Mình quay xa này, quay quang cảnh thôi mà. Cụ nào chả biết chơi tổ tôm. Vâng, đây là những hình ảnh các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước và các đoàn khách thập phương về làm lễ dâng hương tại đền Hát Môn, di tích quốc gia đặc biệt, địa chỉ tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nơi thờ hai Bà Trưng, hai vị anh hùng dân tộc. Vâng. Đây là trưởng ban di tích. Vâng. Bác Thắng là trưởng ban quản lý di tích đền Hát Môn. Vâng. Vâng, và tôi cũng xin giới thiệu luôn với các bạn là đứng bên cạnh bác Thắng đây là anh Cấn Trọng Nghĩa. Anh Cấn Trọng Nghĩa hôm nay đã nhất tâm cung tiến lên đền Hát Môn, nơi thờ hai Bà Trưng, một khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Ba cây mộc. Hình ảnh mà chúng ta đang xem đây là cây thứ nhất trồng trực tiếp dưới đất, và hai cây mộc để trên chậu ở cái vị trí khác, tí nữa chúng ta sẽ mang đến. Trước hết là cây thứ nhất trồng ở dưới đất, chúng ta đang làm những cái việc là đưa cây mộc xuống vị trí quy định. Và các bác đại diện cho chính quyền địa phương, đại diện cho ban quản lý di tích đền Hát Môn cũng đã nhất trí và tiếp nhận ba cây mộc của anh Cấn Trọng Nghĩa. Câu lạc bộ Hoa Lan của Phúc Thọ mang đến để nhất tâm cung tiến lên đền thờ hai Bà Trưng. Chiều qua chúng tôi đã tiếp đoàn câu lạc bộ Hoa Lan của Phúc Thọ về làm lễ dâng hương. Vâng. Và dâng mười mấy giỏ lan bước một. Vâng. Đó là của một tập thể. Còn hôm nay ba cây mộc là của cá nhân anh Cấn Trọng Nghĩa. Đây là của anh Nghĩa. Vâng. Cảm ơn các bác.
bác kia là trọng nghĩa, phải nói là cũng là vâng. Nghĩa và trọng. À, thôi thì cũng là một cái tấm lòng dù nhỏ bé thôi, gửi gắm đến quê hương, đến di tích đền thờ Hát Môn, cũng để tăng thêm cái vẻ đẹp về không gian nơi tâm linh như thế này. Vâng. Cái chọn là điểm này cho những chồng và tôi trong cái khuôn viên này là khuôn viên ở hồ phù bên cạnh tả như cùng vâng. Là tả bản như vọng. Vâng, và cũng rất là vinh dự hôm nay Đỗ Thịnh đã có mặt ở đây để chứng kiến cái giây phút đưa ba cây mộc về đền thờ Hát Môn. Còn ví dụ tỉnh Điện Biên về còn ba cây mộc về đền thờ. Vâng, với giờ phút mà đưa cây mộc thứ nhất về đền Hát Môn, chúng tôi được chứng kiến giây phút rất là hồi hộp. Ông Nguyễn Quốc Thắng, chủ trưởng ban quản lý di tích đền Hát Môn, và anh Cấn Trọng Nghĩa, người đã nhất tâm cung tiến lên ba cây mộc về đình Hát Môn, cùng giờ phút chung tay xẻng đất để trồng cây mộc tại vị trí quy định. Thế đối tượng chung được xẻng đất là được rồi. Rất đẹp quá, đời số. Vâng, và đây là cây mộc thứ hai. Với vị trí này thì là hai cây, mỗi cây một bên, đặt trên chậu sơn giả đá. Vị trí của hai cây mộc là ở vị trí này, sau cánh cổng tam quan. Và đi khỏi mái cổng cái thì bước xuống sân chính của đền Hát Môn thì là có hai cây mộc. Vâng, hạ chưa dễ cho nó đẹp. Từ từ đã, để nó hạ. Bao hồi, nóng quá. Đẹp quá. Trồng hoa rồi, trồng mát và thơm. Vâng, và đây là vị trí của cây thứ ba. Hai cây được đặt trên chậu ở hai vị trí hai bên cổng tham quan, rất đẹp. Gốc đó vuông rồi. Nhìn gốc này không anh đừng nhìn ngọn. Nhìn gốc ấy. Đẹp rồi, cứ đúng thế này được rồi, rìm đất thôi. Nhìn ngọn nó đang vẫy bên kia mà. Anh ơi nhìn ngọn làm sao cây mà làm sao nhìn ngọn. Rồi sau cái gốc này nó lại vâng, nó ngả ra đây nó tránh cái này, nó tránh. Tránh cái tán này là nó sẽ lại ngả. Kia nó sẽ ngả ăn về bên này. Alo. Vâng, giờ phút khi đưa ba cây mộc vào vị trí quy định. Đẹp quá. Bóng dáng của hai cây hai bên cổng tam quan rất là đối xứng nhau. Rất đẹp. Vâng, dưới giờ phút này chúng ta cùng nghe anh Cấn Trọng Nghĩa có đôi điều tâm sự, một cái việc làm mà bản thân anh đã nhất tâm cung tiến ba cây mộc về đền thờ Hai Bà Trưng. Dạ vâng, xin chào mọi người ạ. Với bản thân cá nhân tôi cũng có tâm nguyện từ rất là lâu rồi. Hôm nay tôi mới thực hiện được cái thực hiện được thật cái tâm nguyện được nhất tâm cung tiến vào đền di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.
huyện Phú Thọ, thành phố Hà Nội, có cũng tiến vào trong đền để tạo thêm cái khuôn viên được đẹp thêm, và ngôi đền được linh thiêng hơn nữa. Là ba cây mộc một lần nữa cũng được sự đồng thuận chấp nhận của các cấp trong chính quyền địa phương và các cấp trong bên đền được đồng thuận một lần nữa, cho cháu cũng gửi tới tất cả các cấp trong đền được lời chúc sức khỏe, mọi sự thuận lợi, và cháu gửi lời chúc tới chính quyền địa phương một lời chúc tốt đẹp nhất. Vâng, qua ý kiến của anh Cấn Trọng Nghĩa, thay mặt chính quyền địa phương cũng như là ban quản lý di tích đền Hát Môn, ông Nguyễn Quốc Thắng cũng có đôi điều tâm sự trong cái việc cuối cùng, đó là tiếp nhận ba cây mộc về với đền Hát Môn. Chúng tôi rất là vinh dự là có ngôi đền thờ Hai Bà Trưng, thế và hàng năm là cũng được đón nhận với cái tấm lòng hảo tâm công đức của những người con xa quê cũng như là của du khách thập phương trong và kể cả ngoài nước. Thế trong dịp này chúng tôi cũng chuẩn bị để tổ chức cái lễ kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, đó là vào mùng 4 tháng 9 âm lịch tới. Vâng. Thế lại được anh Trọng Nghĩa, người con của quê hương Phú Thọ, hôm nay đang công tác trong ngành giáo dục, với cái tấm lòng hảo tâm của anh và gia đình đã công đức về nhà đền ba cây mộc để tạo cho cái khu vực cảnh quan môi trường cũng như cảnh đẹp của khu di tích này ngày càng đẹp hơn. Để thay mặt cho địa phương, thay mặt cho ban bảo vệ di tích, rất trân trọng cảm ơn anh Nghĩa cùng gia đình. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và thanh đạt trong cuộc sống của mình. Vâng, cảm ơn, rất trân trọng, cảm ơn. Vâng, Đỗ Sinh xin thay mặt những người đam mê bonsai nghệ thuật trong cả nước cũng như là những người làm chương trình hôm nay, rất là cảm ơn ban quản lý di tích đền Hát Môn đã dành một cái thời gian, một cái không gian, một cái cuốn phóng sự về ba cây mộc được anh Cấn Trọng Nghĩa nhất tâm cung tiến về đền, và với sự tiếp đón nồng nhiệt và rất là chu đáo của ban quản lý di tích đền Hát Môn, chúng cháu xin kính chúc bác cùng với tất cả các bác trong ban quản lý đền có nhiều sức khỏe, chăm sóc không gian đền ngày càng đẹp hơn, và hôm nay đã có thêm ba cây mộc cũng là một cái góp phần nhỏ nhỏ của anh Cấn Trọng Nghĩa tôn vinh thêm không gian của đền. Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, chương trình của Đỗ Sinh hôm nay được khép lại. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.